Sự thật, Trường Giang và Nhã Phương sắp tổ chức đám cưới linh đình. Cặp đôi Trường Giang Nhã Phương là một trong những cặp tình nhân được yêu thích của showbiz Việt. Cả hai đều là những diễn viên được khán giả đặt nhiều tình cảm. Gần đây cả hai thường xuyên chia sẻ những hình ảnh khá ngọt ngào bên nhau, đặc biệt là trong dịp tổ chức sinh nhật Trường Giang được tổ chức tại Phú Quốc. Trước đây, Nhã Phương từng chia sẻ rằng cô sẽ kết hôn với Trường Giang ở tuổi 28. Năm nay, diễn viên này vừa tròn 27 tuổi. Hơn nữa, theo một nguồn tin, thì Trường Giang đã âm thầm đặt tiệc tại một nhà hàng sang trọng bậc nhất, cũng chính là nơi mà Trấn Thành từng tổ chức tiệc cưới với Hà Duy Quân. Khi được hỏi Trường Giang có đồng ý cho Nhã Phương làm chủ nhân, đồng sở hữu căn biệt thự trị giá 15 tỷ này không, anh đã vui vẻ đáp rằng, cuộc đời tôi còn cho, huống hồ gì ngôi nhà. Câu trả lời của Trường Giang khiến nhiều người cho rằng Việt Nam danh hài mua nhà là để chuẩn bị kết hôn với bạn gái. Tuy vậy, người nhà của Nhã Phương đã bác bỏ thông tin này và cho rằng tin đồn đó không đúng sự thật. Hiện tại, người nhà vẫn chưa nghe thông tin gì về đám cưới. Nếu có cưới, Nhã Phương cũng sẽ tổ chức đơn giản, kín đáo hoặc không tổ chức. Trước giờ, Nhã Phương không muốn công khai nhiều về chuyện tình cảm trên mặt báo. Sự thật, Trường Giang và Nhã Phương sắp tổ chức đám cưới linh đình. Cặp đôi Trường Giang Nhã Phương là một trong những cặp tình nhân được yêu thích của showbiz Việt. Cả hai đều là những diễn viên được khán giả đặt nhiều tình cảm. Gần đây cả hai thường xuyên chia sẻ những hình ảnh khá ngọt ngào bên nhau, đặc biệt là trong dịp tổ chức sinh nhật Trường Giang được tổ chức tại Phú Quốc. Trước đây, Nhã Phương từng chia sẻ rằng cô sẽ kết hôn với Trường Giang ở tuổi 28. Năm nay, diễn viên này vừa tròn 27 tuổi. Hơn nữa, theo một nguồn tin, thì Trường Giang đã âm thầm đặt tiệc tại một nhà hàng sang trọng bậc nhất, cũng chính là nơi mà Trấn Thành từng tổ chức tiệc cưới với Hà Duy Quân. Khi được hỏi Trường Giang có đồng ý cho Nhã Phương làm chủ nhân, đồng sở hữu căn biệt thự trị giá 15 tỷ này không, anh đã vui vẻ đáp rằng, cuộc đời tôi còn cho, huống hồ gì ngôi nhà. Câu trả lời của Trường Giang khiến nhiều người cho rằng Việt Nam danh hài mua nhà là để chuẩn bị kết hôn với bạn gái. Tuy vậy, người nhà của Nhã Phương đã bác bỏ thông tin này và cho rằng tin đồn đó không đúng sự thật. Hiện tại, người nhà vẫn chưa nghe thông tin gì về đám cưới. Nếu có cưới, Nhã Phương cũng sẽ tổ chức đơn giản, kín đáo hoặc không tổ chức. Trước giờ, Nhã Phương không muốn công khai nhiều về chuyện tình cảm trên mặt báo.